Chào tất cả mọi người nha. Chào cả mọi người nha. Hôm nay trong cái thời gian mà vợ mình nó đi làm chưa về, hai cha con ở nhà là phải làm việc nhà. Thì trong mấy ngày đi mưa là cha con mình rửa chén quét nhà với nấu cơm, mình chưa biết là tới phiên hai. Ba ly là ngày đi là ngày của con. Ngày đi ngày ba chứ. Thì ta nhớ bữa trước ta làm rồi mà, lịch qua mưa ta làm rồi. Ngày hôm qua con rửa rồi. Hay à. Ôi. Thôi. Chứ bây giờ mình làm là hai người không phải có người làm. Nếu như thế là phải quyết định một cái trò chơi nào đó để thắng thua. Ai thua thì nó làm. Cha con nhà mình là sòng phẳng đúng không? Dạ. Bây giờ là quyết định cái mong gì đây? Cây em thì con bị đau cổ khó ăn quá. À, cây em ăn được không? Con mua miếng chiên đi. Miếng chiên hả? Thế là ba với con qua chợ đúng không? Oh my god! Rồi em chờ tí nha, bây giờ cha con mình sẽ chạy qua chợ về kiếm, nếu mà có viên chiên là phải sẽ đi làm mấy bịch con hị. Dạ. Rồi 3-4 bịch gì đó rồi về là sẽ hai cha con thi đấu nè em nha. Vừa nãy giờ là mình hai cha con qua chợ là cũng làm được hai dĩa viên chiên em ơi. Đây mọi người xem này, hai dĩa viên chiên rất là ok luôn, về tự chiên. Nhưng mà cái trò chơi này là bây giờ chắc phải chờ con trai. Vô lên không? Vô lên đây rồi quý vị. Dạ. Phải có thi đấu. Thì bây giờ quy định như thế này, là mình trung tâm. Được chưa? Không bỏ thằng ra, giờ Giang chết trước cũng được. Thằng Giang cho con chọn dĩa luôn. Ba là thì ba chia ra, con chọn dĩa, con chọn dĩa gì nào. Đây cũng được. Dĩa đó ba. Bây giờ là phải dùng tâm chích. Và thích thì chấm, không thích thì thôi. Ai mà thua là người đó rửa chén nấu cơm được chưa? Dạ. Nhớ chưa, còn nước thì anh thích đúng, anh thích thôi. Chị nó quan trọng. Ủa, cho mô đi. Mô đi. Một. Không có cầm tăng, bỏ tăng xuống, anh cần gian. Khi mua dứt cái thứ ba là bắt đầu mới gái vậy. Cắm vô giờ không được một dụng anh mua mà dùng tay lót là thua. Phải cắm vô chấm ăn. Một. Hai. Ba bắt đầu. Ăn nhanh cái đầu. Mời em nha. Này dưới ớt. Mời em người nha. Chậm hơn. Ở chậm cũng phải ăn chậm thôi, giống người ăn nhanh rồi. Thời gian quen ăn nhanh tới đó. Tăng tốc. Ôi nào nhỉ, trời chuyện đâu dùng ba cũng được. Cái nào? Ngon. Cái ông bạn này à. Đúng nhau quá. Cái này gãy cái tâm mà không luôn thua luôn á. Một cái tâm màu quá, không có tâm nữa ha. Một cái tâm màu à. Còn ba cái có hai cái ăn ớn. Nghe từng ăn miếng. Đúng rồi, cái này ăn liên tục mà không ăn miếng, mình lâu lâu mới ăn. Cho bé miếng đó kìa. Đấy đâu đó. Gái ăn vô đây. Các bạn. Ăn. Ừ, anh ăn nhanh quá, ba không lại. Cho thêm nụm đậu. Nó chè máy quay không kìa. Để bà cầm tâm ăn cái tuna ra, được đó. Ngon không? Ngon. Gãi quá. Ngon. Ăn ngon hả? Ngon. Bắt đầu ớn à. Ăn ớt thì không?
có bé là dưỡng phụ nữa. Chắc nhận không? Có bé phụ được không? Chắc nhận. Còn nhiều hơn, ba nhiều hơn con. Ừ, càng là bò ứng quá mọi người. Mấy đứa nhỏ giờ ăn không quen cái cùng. Như mình ngày xưa gần kia có bên kia nè. Giờ ăn bò ứng. Ba có bị ăn hàng nào? Không biết ăn hàng. Cho thêm tá lóc con vô hỗ trợ. Ba uống nước lạnh với ba hát mau rồi. Mấy đâu nhanh chấm biết hả? Để ba chấm giùm. Chấm hay một cái. Ngắn này có chuyện chi rau ớt đỡ ngắn để dĩa lên quá. Bịch rưỡi. Ba bịch chi đâu? Bịch rưỡi. Bịch rưỡi. Ba loại. Hôm nay ba loại người ăn. Ý tu cho cái lớp con ăn. Con ăn hư. Loại đi như là tôm. Loại là thịt nè. Loại đi cá. Ba loại. Ba bịch ba màu. Ba màu. Tu ngang màu này. Thi như ăn dở mà. Thi thi chứ ăn khi nổi. Thi đây thua cái ba thấy tới cái hồi rồi. Ngắn rồi. Bữa sau chơi thử hết trò khác. Bữa sau rồi bữa sau rồi. Cây đi. Cây đi nhắc của tôi ra. Ba. Chị. Hai đứa ở nhà hai. Hai Linh ở nhà hai. Lâm ở nhà hai đi. Đi bữa ăn bữa tầm. Chắc đầu hàng anh em ơi. Ngắn quá. Nhưng mà đầu hàng con ăn hết ba mới thôi chứ. Con ăn hết mà luôn. Ăn không hết. Ngắn. Ba thua. Không, thua chứ thua ba được chết. Ba á mấy cái bài chiên. Ê ê ừ. Mình đi con bị đau ba làm giùm cũng được. Rồi ok. Tính nha. Chốt kèm. Nói vậy với mình vẫn cố gắng ăn gì hết. Bữa nay dép chấp nhận rửa chén nấu cơm đi anh em. Không biết mọi người ở nhà đang giống như mình là khổ. Dạ. Cha con chia ra làm chứ. Để mình nó làm tàu. Ở đây mình mới làm phụ luôn. Ba làm nhiều hơn con. Ừ, là ba nấu được. Ba xiên. Thế này. Mình thua. Thế. Leo, ba thua. Ừ, đừng. Thái chân gian. Mình cho lớp. Mình có những tập tự gian. Bên niềm ba đứa bé rồi. Để đứa mình hôm nay chơi rất là dở. Ừ, dạ. Ngán đầu tiên ăn nhanh không? Giờ ngán gì không? Thấy, ngán gì? Thay nhanh quá dở. Ngán gãy ta mà thua luôn nha. Dở. Trời. Mày bỏ quay lấy lại. Thôi chấp nhận thua con à. Chấp nhận thua. Bỏ đi thua. Bỏ nào mà bữa sau chơi cây phục thù đó. Bữa sau chắc chơi chơi muốn cây mà muốn nào phục thù nữa chứ món này thua thôi mọi người. Thua à. Đi rửa chén với nấu cơm nè. Nó còn đây thiệt. Ngắn quá, cái còn nhiều á. À, tạm biệt tất cả mọi người nha, mình đi rửa chén nha. Biết đâu mọi người nha. Đi rửa chén này. Đây là người thua cục nha mọi người. Đây là ba cái thua cục. Thua là phải 7 triệu thôi nha mọi người. Thua kèo đây là 7 triệu không? Là chén thì cũng nhiều lắm, một thau không? Thau chén có cái nồi. Thì phải chấp nhận làm cho thằng con thôi. Thì trò chơi hôm nay là cũng là một trong những cái mà thể hiện cái sự phân chia công việc của gia đình và thể hiện cái sự công bằng. Ai thua là phải chịu. Làm cha làm lớn nhưng mà cũng không thể làm láo nha anh em mọi người.
mình thua là mình phải chấp nhận đi làm cho con. Rồi chắc có lẽ là phải chờ một trò chơi sau để phục thù nó thôi. Còn bây giờ mình sẽ hoàn thành cái phần nữ giác này nha mọi người. Tạm biệt mọi người.